Em chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người cái vườn nho thân gỗ, vườn nho thân gỗ hơn 10 năm tuổi ạ. Cây đang rất là nhiều hoa và quả, rất nhiều quả chín và nhiều hoa nữa. Đây nhá mọi người nhá, em cho mọi người xem này. Cây quả từ gốc lên ạ, từ gốc lên đến ngọn luôn. Đây từ dưới đất lên đây nhé mọi người nhé, từ dưới đất lên luôn này. Đấy, từ dưới đất lên đến ngọn. Đây quả rất là to nhé, quả rất là to ạ. Đây này nha mọi người nhé. Đây rất là nhiều quả chín, rất là nhiều quả chín và cũng đang hoa đang nụ rất là sai luôn. Đây ạ, rất là sai quả nhé mọi người nhé, rất là sai quả này. Mọi người nhìn thấy nó sùi ra đấy, những cái chỗ mà sùi ra đấy là nó chuẩn bị đơm nụ và ra hoa nhé mọi người nhé. Đây là cái quả non này, rất là nhiều, rất sai luôn ạ. Đây mọi người nhé, đây em đang quay cho mọi người, đây là nho thân gỗ tứ quý ạ. Tất cả ở vườn đây là nho thân gỗ tứ quý được nhập khẩu trực tiếp ở nước ngoài về nhé mọi người nhé. Nhập khẩu nguyên cây nguyên bầu ạ. Đây bầu nó như này nhé. Nhập khẩu nguyên bầu như này về. Và bọn em chỉ cho vào cái chậu này với sơ dừa để nuôi dưỡng thôi ạ. Rất nhiều cho mọi người lựa chọn nhé. Rất nhiều. Đây mọi người nhìn thấy cái cây này có ưng không ạ? Gốc to lắm. Gốc rất là to. Đây. Cái cây này gốc được khoảng 6 cm ạ. Đường kính gốc được khoảng 6 cm. Hoành nó vào từ 19 đến 20 ạ. Đây nhé mọi người nhé. Rất là sai luôn. Sai lắm luôn ạ. Em vặt một quả ăn xem nào. Đây cái quả nó này. Đây quả nó đây nhé mọi người nhé. Quả ăn rất là ngọt, ngọt dịu. Và khi mà cái quả nó càng chín, nó chín ấy thì mình ăn mình sẽ cảm thấy nó có cái vị vị rượu, có cái vị rượu nho rất là thơm ạ. Mỗi quả có một hạt. Rất là thơm nhé mọi người nhé. Nói chung là cái nho này rất là ngon. Nhà bác nào mà cứ có một cái cây nho to ở cửa thì vừa cảnh quan rất là đẹp và cái nho này nó cũng mang cái tính phong thủy rất là cao, bởi vì nó là cái thân gỗ cứng và quanh năm nó ra quả, nó ra quả bốn mùa, lúc nào trên thân của nó cũng chi chít đầy hoa và quả. Và đặc biệt hơn nữa là cái nho thân gỗ này, cái hoa của nó màu trắng tinh như tuyết nhé mọi người nhé, màu trắng tinh như những bông tuyết ở trên thân, rất là đẹp ạ. Nói chung cái dòng cây nhập khẩu ấy, là cái nho thân gỗ ấy, là cái nếu mà nói về cái tính phong thủy và đẹp thì có thể nói là nho thân gỗ là cái loại được lựa chọn nhiều nhất ạ.
Đây em cho mọi người xem hoa nhé. Cái cây này rất là nhiều hoa luôn nhé. Đây ạ. Đấy, em cho mọi người xem cái cây này, hoa này. Cái cây này đường kính cũng từ từ 5 phân rưỡi đến 6 phân. Đây nhé mọi người nhé. Hoa này. Hoa trên cái thân cây này như những cái bông tuyết, rất là đẹp ạ. Nói chung là ngắm cái hoa này thôi đã đẹp lắm rồi. Đã rất là thích rồi ạ. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Đây, cái hoa này nhé. Hoa nó rất là đẹp luôn. Hoa thì chi chít từ gốc lên đến ngọn. Đây. Em cao 1m52 mà cái cây này khoảng 2m rưỡi. Đây mọi người nhé, hoa lên đến ngọn luôn ạ. Rất là đẹp. Đấy nhá, rất là đẹp nhá mọi người nhé. Đây này, hoa lên hoa cao rất là đẹp này. Đấy. Bông trắng như tuyết và đặc biệt là cái loại này rất là dễ đậu quả luôn. Đây, và em giới thiệu thêm một cái cây này nữa. Cái cây này thì gốc to. Cái gốc này thì hơn đường kính hơn 7cm và hoành thì phải tầm 21-22. Sai hoa, rất là sai hoa. Quả, đây mọi người nhé. Thân cành chia rất là đẹp ạ. Em thì em ít ra vườn nhưng mỗi lần ra thì cũng cứ phải ăn no ăn chán nho thì thôi. Bác nào có nhu cầu về cái cây nho lớn như này thì liên hệ với em, hoặc là mình muốn tìm hiểu thêm về cái dòng nho nhập khẩu từ Nam Mỹ này thì liên hệ em nhé. Số điện thoại của em là 0977 516966 ạ. Rất là ngọt. Rất ngọt và thơm ạ. Ngọt và thơm. Cái nho này nó có một cái vị rất là đặc biệt, mà không có cái loại nào có mùi vị như thế được ạ. Càng chín thì nó càng thơm mùi cái mùi rượu nho. Nói chung là rất là ngon. Ai đã ăn rồi thì ai đã ăn một lần rồi thì chắc chắn là sẽ muốn ăn nữa. Hôm nay em giới thiệu đến đây thôi. Vườn thì rất là nhiều, còn rất là nhiều cây đẹp ạ. Mọi người đăng ký kênh ủng hộ em để thỉnh thoảng em sẽ có động lực để quay những cái video tiếp theo đẹp hơn. Mọi người có nhu cầu thì cứ hoặc là muốn tìm hiểu về cái loại nho này hay là những cái cây nhập khẩu thì cứ liên hệ với em theo cái số 0977 516966 ạ. Em xin chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe và hạnh phúc ạ.